Người nhá, mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu bánh xe cao cấp bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là dòng ghế giám đốc, ghế cao cấp bên mình này. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ nhé, và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm nhé. Chân này các bạn nhìn này, chân inox mạ vàng rất chi là đẹp này, đẹp êm này. Đấy. Từng kiểu múi của nó này các bạn nhìn này, múi rất chi là đẹp nhé. Đấy. Hàng cao cấp các bạn. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi, các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Đây này, mẹ nhìn cái chất da này và chân này, đấy, rất chi là bóng nhá, ngồi rất chi là chắc chắn nhá, ngồi êm nữa các bạn. Đấy, mình quay qua một đoạn vậy thôi nhá, mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.